mình không không biết bò đi đâu là làm mất mà. Loại này là đuổi cắn ngay đấy. Đấy chưa? Vừa có cả mấy túi nào không này? Vất ở đâu rồi? Đây chạy lấy đúng. Đây rồi. Đấy đấy chưa? Hai con là nó bắt vào nhau luôn này. Đâu bà ơi? Đâu ơi? Ở đâu bà? Đây. Ở đâu ấy? Từ đâu đây bà? Từ cống bên đây này. Từ bò dưới thì cống à? Đấy mọi người. Ai hổ mang nhá. Người thì bà nói là có rắn hổ mang nó bò từ từ cống nó sang bên này này. Ui ác nhỉ. Sao bà này? Có bắt ngang đường hả bà? Nó bò ra đến đây tôi nhìn thấy nó bò lên luôn. À, mọi người thì là bà ra đây bà lấy gỗ thì nhìn thấy nó bò từ cái dưới cống này nó lên này. Ấy ấy nó thật đấy. Ui sao nó lại có một cặp nó bò từ từ dưới cống lên nhỉ? Cái gì cống này chắc là người ta mới đào nên người ta làm hay sao ấy nhỉ? Này nó bò từ dưới nỗ cống nó lên nha mọi người. Này mà phát đấy mà nó lại trèo xuống nỗ cống là mất rồi đấy. Trước cái quần mặt trời hai bà cháu. Vâng. Qua đường qua bánh xe. Nén hẳn qua bánh xe. Qua bánh xe luôn mà vàng ơi là vàng. Qua bánh xe. Đây nha mọi người. Thì là nó trước ngày đấy cô còn gặp là nén đi xe mà nén qua một con đấy, nhưng mà nó chạy chạy mất. Vàng trời mới bắt đầu cái bắt đầu nó lươn sang bên đường nào nó. Ừ, thế nói ở dưới cống này vẫn nhiều anh ạ. Ủa? Con này không người trông là bò mất ngay. Mình không biết bò đi đâu là mất mà. Loại này là đuổi cắn ngay đấy. Đấy chưa? Nhanh lắm. Đấy chưa? Ác nghe. Úi giời. Đây con hổ mang thường nha mọi người. Nhưng mà nó to không khác được con hổ mang chúa cả. Kinh này nó cụ luôn đấy nhỉ. Tầm 3-4 cân. Ôi. Đây là nhằm cắn này. Úi con này tự nhiên người nó dẹt ra mà cổ nó bé lại này. Yêu con này ác. Không phải. Nó đang hít thở. Ấy chưa. Kinh. 45 cân con này đấy. Mày này. Nhằm nó có củ nữa mà. Bây giờ nó mới lên lá. Nó có củ. Ui. Thế ông biển vừa qua không ném lại à? Mày. Anh Hưng vừa có cả mấy túi nào không này? Có. Vất ở đâu rồi? Đây này. Đâu đây chạy lấy cái túi đi. Đây nè mọi người. Đấy đấy rồi. Hai con giờ nó bắt vào nhau luôn này. Ừ, kiểu một cặp nó đi ra đây nó chơi sao vậy? Con này cứ thấy anh đi đâu là nó không chăm. Người đi đâu là con này nó đuổi nó vội. Con này nó là chỉ cắn là lúc là không xử lý kịp là đi luôn. Béo như. Béo. Không, bọn này nó ở dưới cống nên nó béo. Đây này. Bắt chuột rồi đấy. Bắt chuột mà neo đây người nó đầy cái vết này nhỉ, nó ở đây lâu lắm hay nhỉ. Đây nó bò ra dưới cống lên nhìn cái người nó biết này. Chốc chưa trong thôn chú uống rượu nhá. Vâng. Uống nữa nhá. Dạ vâng. Ờ hôm nay chú về uống chút thôi chú uống rượu. Vâng. Làm đi. Vâng, thế tí bọn cháu làm xong bọn cháu lên. Ờ. Vâng. Khủng bố luôn chứ. Đây cho này vào trước này anh Hương. Vào giấy này, hoa giấy này, cây giấy này bây giờ phải cắt rất hết lá đi.
thì ôi cái nó đuổi, nó đuổi. Đấy, cẩn thận con ấy là nó lại cắn cái này, cắn vào mông mình biết đấy nhỉ. Đây đây, mình cho con này vào trước đi. Đây ở đây thì những cái khu vực này nó rất là nhiều rắn nên người ta thường xuyên lên rồi, cũng không còn xa lạ gì nữa nha mọi người. Nó gặp nó quá là nhiều rồi không anh Hưng? Cái khu này người ta nén cả vào rắn nên là bảo là bây giờ tao không dám ra đúng củ nhà ta nữa rồi. À. Nhiều rắn. Nhiều rắn nhưng mà lại không cho sang bắt nha mọi người. Ở đây rất nhiều cái nhà hoang mấy vườn dược người ta không trồng trọt cái gì mọi người. Người ta để rậm rạp nên là rắn rết nó hay ở. Không phải nhiều lúc các bà cứ giữ ấy, có bảo nhà rắn nhà tao nên giữ này kia các thứ đầm cả. Ai người ta nhờ thì anh em mình bắt giúp thôi. Nhiều người ta cứ nếu nghĩ con này là nó bắt ngang đường cũng không ai dám đi qua. Đây này, nếu đúng con này nó mà bỏ đường thì nói thôi thì ai dám đi nữa. Anh em kéo nuôi vào dì đường cho người ta đi. Đấy nhá. Kinh khủng luôn. Ôi sao vậy? Ôi này. Ôi khủng luôn đấy nhỉ. Ê, nhiều người ta đi qua đường này nhìn thấy thôi con này là vất cả xe chạy luôn đấy. Đèn bóng luôn. Đây, mọi người nhìn này. Đây là con hổ mang đất nha mọi người. Đấy. Mọi người nhìn chưa? Bóng nộn luôn. To con này hàng khủng luôn đấy. Một đôi luôn. Người nó đúng là hổ mang đất, cái người toàn đất đây nhỉ. Nó bò dưới cống này đúng toàn đất, người ta nói hổ mang đất không sai nha mọi người. Phải không? Má cầm thử chơi. Không. Cho túi đi anh em, cho túi xong này. Em tí nó đi ở tí xem là nó liệu nó có còn con nào. Đây mọi người nhìn này, kiểu ở vườn ấy, người ta vườn dược ở đây các thứ thì người ta không để ý ấy, nên là nó bỏ ra lúc nào không biết ấy. Ok đây anh xem. Mở nó gần đây mọi người nhìn này. Nhìn nó nhìn cho túi nhìn nó khủng bố chưa? Nó đen xì luôn trong dưới thôi, cột lại đi. À cái loại này đuổi ngay. Tối này mà người ăn thì tối lần nó to. Vào kiểu nó ăn trứng ấy. Tối lần nó quá lần. Rắn mà. Vâng. Rắn vừa bao ạ. Nó vào khoảng mang vừa bò ở bên kia sang bên này. Mà thẩm phát hiện được. Vâng. Đấy nó quá. Nó bỏ dưới cống nó lên. Anh Hưng nhìn anh Hưng nhìn lại ở dưới cống đấy nào. Ủa thì chắc là nó ở dưới cái đoạn gỗ này thì cô ra đây lấy gỗ mà. Thì cứ vẩn là nó ở từ dưới cống này nó lên đấy. Đây chắc cái cống này nó mới làm rồi nên là nó đã phá cái tổ của nó ra ấy. Vớ vẩn là nó lên thật đấy. Cái rìa nó đầy lỗ. Đây những cái rìa đầy này. Đây này, đây mọi người nhìn này, những cái vườn này là bò ra này. Bò ăn đâu lắm rồi. Này mọi người ra đường thì cũng nên lưu ý nhá. Nếu mà có gặp rắn thì cứ hãy gọi cho anh em mình. Nếu mọi người không kinh nghiệm thì đừng nên bắt những dòng rắn này, bởi vì dòng rắn này nó rất nguy hiểm.